Một giờ sáng ngày 23 tháng 8, cháu Nguyễn Cao Gia Bảo, 2 tuổi, ở Bắc Ninh bị bắt cóc khi đang đi chơi cùng cha tại công viên, đã được cơ quan chức năng bàn giao lại cho bố mẹ trong niềm vui và hạnh phúc của mọi người. Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã di lý nghi phạm gây án là Nguyễn Thị Thu, 32 tuổi, quê Cao Bằng, và Đặng Văn Bằng, 33 tuổi, quê Tuyên Quang, về Bắc Ninh để điều tra. Thu khai nhận khi đi qua công viên Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Ninh, có thấy một em bé chơi một mình, nên đã tiếp cận và rủ em bé đi theo. Sau khi bắt được cháu bé, đã đưa về phòng trọ để sáng hôm sau đưa về Tuyên Quang. Thu cho biết, do hiếm muộn nên Thu bắt cóc cháu Bảo mang về làm con nuôi. Thu khai đã bỏ đi khỏi địa phương 2 năm nay. Trước khi rời nhà, Thu có mang thai với người yêu. Tuy nhiên, sau đó Thu không may bị sảy thai. Khi người yêu hỏi con đâu, Thu lo sợ liền nảy sinh ý định phải bắt cóc một đứa trẻ tầm tuổi con mình, mang về thông báo cho người yêu và gia đình người yêu để họ đồng ý tổ chức đám cưới. Bên cạnh đó, Thu cũng cho biết bản thân không có mâu thuẫn cá nhân hay thù oán với gia đình cháu bé. Việc Thu thực hiện hành vi bắt cóc chỉ để được gia đình người yêu đồng ý cho tổ chức đám cưới. Thu cũng cho hay, sau khi thông tin về vụ bắt cóc cháu bé lan truyền trên mạng xã hội, Thu vẫn không hề hay biết do điện thoại không vào được mạng. Đồng thời, khi đã bắt được cháu bé, Thu có cho cháu ăn, tắm cho cháu và mua quần áo mới cho cháu mặc.